Sẽ không có ai ngoài chính bản thân bạn có thể hiểu rằng đằng sau mỗi câu chuyện của bạn là bao nhiêu niềm vui hay nỗi buồn. Cuộc đời này căn bản không hề tồn tại cái gọi là đồng cảm. Vì vậy đừng có khùng mà đem vết thương của mình ra để kẻ khổ với người khác. Thế giới này nhiều kẻ muốn xát muối vào nỗi đau, chứ không phải là người chữa lành vết thương. Chúng ta bị nỗi cô đơn ăn dần ăn mòn, nên mỗi người đều có tâm sự riêng. Không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu vớt được ai. Và không có gì đau đớn hơn là nỗi thất vọng bởi người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương. Cuối cùng ta vẫn phải trưởng thành, đoạn đường ấy đến cuối cùng cũng phải tự mình bước đi. Người bước ra.